Xin chào các anh chị và các bạn Hôm nay chúng ta gặp nhau ở chương trình học tiếng Hoa Qua những bài văn ngắn Phần 4 của trình độ nâng cao Xin mời mọi người chúng ta cùng xem à, Cái chủ đề của cái phần 4 này là gì nhé Chủ đề của phần 4 là Phủ trang công sư Dùng khủy sâu tờ Xu leo sử phục Mình đọc lại một lần nữa Phủ trang công sư dùng tờ su leo phục. Rồi bây giờ cái tựa đề này có nghĩa là gì? À, mọi người đừng quan tâm lắm, chúng ta đi vào trong phần từ mới trước. Học từ mới xong rồi chúng ta quay lại giải thích nghĩa của nó nhé. Xin mời mọi người xem phần từ mới nào. Thứ nhất ta có từ phủ trang, phủ trang là trang phục, cũng có nghĩa là quần áo thôi, nhưng mà cái từ này nó dùng đẹp hơn, Ví dụ từ y phu là quần áo thì dùng ở trong văn nói à, y phu chẳng hạn Rồi còn bây giờ cái từ phủ trang này là trang phục thì nó đẹp hơn từ này đẹp hơn thiên về viết nhiều hơn một chút và đương nhiên thì nói cũng được ví dụ như cửa hàng thời trang cửa hàng quần áo mình có thể nói di phu tiên nhưng mình cũng có thể nói là phủ trang tiên phủ trang tiên từ thứ hai chúng ta có từ hủy số hủy số âm à, món việc là hồi thu có nghĩa là thu hồi mình thu hồi cái gì đó về thì dùng từ hủy số này nó là một động từ hủy số từ thứ ba là su leo su leo là nhựa plastic á tức là nhựa su leo ví dụ su leo phiển là một cái bình nhựa su leo tai là cái túi ni lông cái túi nhựa đó su leo từ thứ tư chúng ta có từ diễn sàng diễn với sàng thì đọc là diễn sàng diễn sàng là ảnh hưởng diễn sàng là ảnh hưởng nó có thể vừa là danh từ vừa là động từ cũng được cái cách dùng mà người ta thường dùng nhiều đó là cái cách thứ năm mình liệt kê bên dưới show cái gì đó hoặc là show ai đó tơ diễn sàng tức là chịu ảnh hưởng bởi cái đó hoặc là chịu ảnh hưởng bởi cái người đó như vậy nhắc lại show ai đó tơ diễn sàng hoặc là sâu một cái sự vật hiện tượng gì đó tôi diễn sàn tức là chịu ảnh hưởng bởi cái thứ đó ví dụ tôi chịu ảnh hưởng bởi bố của tôi hoặc sâu ba bà tôi tôi chịu ảnh hưởng của bố mẹ và sâu phu mù tôi diễn sàn rồi bây giờ chịu ảnh hưởng ví dụ như kinh tế Việt Nam là chịu ảnh hưởng bởi cái nền kinh tế của Trung Quốc Việt Nam kinh chi sâu Trung Quốc kinh chi ảnh Việt Nam kinh chi sâu so, Trung Quốc chiến chi diễn sàn khí hậu Việt Nam ảnh hưởng bởi khí hậu biển ví dụ thế Duy nạn chi hô sâu so, hài giảng chi hô ta diễn sàn rồi cứ nhớ sâu so, diễn sàn là chịu ảnh hưởng là chịu ảnh hưởng của ai đó hay là của sự vật hiện tượng nào đó kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ sáu từ thứ sáu là chuyển tiên nó là một động từ có khi nó dùng như một danh từ cũng được Nhưng nói chính nó là động từ ví dụ tôi quyết định là đi Trung Quốc du học và trẻ tiên suy trung của liễu sẻ tôi quyết định đi Hà Nội làm việc và trẻ tiên suy hở này Cung đó là trẻ tiên và cái quyết định của anh ấy thì là Thá tờ trẻ tiên thì lúc đó là cái quyết định hay là sự quyết định thì nó là danh từ rồi đây là quyết định của anh ấy chứ không phải của tôi cái tiếp nữa chúng ta có từ chủ mạ chủ mà là tên của một công ty thời trang công ty mà chuyên sản xuất thời trang tên là zuma thì chắc các bạn nữ sẽ rành về cái thương hiệu này mình lên mạng mình ra thì thấy nó cũng khá là lớn đấy zuma chủ mạ như vậy là công ty zuma thì là chủ mạ cúng xưa cái tiếp chúng ta có từ thứ tám là tràn xuống Bây giờ quay về cái gốc của nó chúng ta có từ trảnh làn Trảnh làn là động từ triển lãm Hoặc là danh từ là cuộc triển lãm Ví dụ uh, công ty chúng tôi tham gia cái kỳ triển lãm này Quần mẫn cung Sứ. Sanh giá là trơ sơ trảnh làn Sanh giá là trơ sơ trảnh làn Thì đó là cái kỳ triển lãm này rồi còn bây giờ tràn xuống là mình trưng bày ở trong cái quầy cái quầy uh, triển lãm của mình mình trưng bày các sản phẩm ra là tràn xu tràn xuống là hình tố dí vô tràn xu hình tố tốn xì". trưng bày rất nhiều đồ rất nhiều quần áo và tràn xuống là động từ kế tiếp chúng ta có từ thứ chín là à, y ban từ y đi", đi với những cái từ mang thanh nhất mang thanh hai mang thanh ba gì đó thì y đó nó sẽ đọc cái thanh gốc và thanh nhất nhưng nó sẽ đọc thành thanh tư như vậy ta sẽ đọc là y ban rồi vẫn nhắc lại, y ban có nghĩa là bình thường hoặc là thông thường, tức là không có cái gì nổi trội. Tại trong tiếng hoa có rất nhiều từ bình thường. ở trong mỗi cái bối cảnh khác nhau nó dùng khác nhau. Còn cái từ y ban này có nghĩa là bình thường, không có gì nổi trội. Ví dụ như là con có thích uh, con có thích đá banh không? Đi xì hoan thi chủ chiếu bác, hội y ban tức là cũng thường thôi, không ghét nhưng cũng không thích lắm, à, cứ bình thường. Có thời gian thì đi đá, còn không thì thôi, à, y ban trả lời như vậy Còn không thích lắm thì bổ thai xì khoan là Rất thích là hỉnh xì khoan gì đó Thì khác nữa Rồi y bán là bình thường trong những cái trường hợp khác nè ừ, Nghe nói anh ấy là một giáo viên rất nổi tiếng phải không Thiên, thiên số thái sư cơ miệng tờ sư Tuy mà sư thái sư y tờ lão sư Anh ấy là một giáo viên bình thường thôi Trông thấy anh ấy mặc, ăn mặc rất bình thường nhưng mà anh ấy là một người rất là có học đấy khan tha xoan tờ hẳn y ban tan sư tha cơ hẳn dồ sẽ quên tờ rỉnh hẳn dồ sẽ quên là một người rất có học vấn tức là một người rất có học hẳn dồ sẽ quên tờ khan tha xoan tờ hẳn y ban sư tha sư y cơ hẳn dồ sẽ quên tờ rỉnh y ban nhớ là bình thường không có gì nổi trội thì dùng từ này còn ví dụ như là mình đổi ca cho một người khác thì mình vô mình hỏi hôm qua máy móc hoạt động thế nào à, cũng bình thường thì là dùng từ trân sản tức là trân sản là cái từ bình thường không có bị vấn đề gì không bị trục trặc thì dùng từ trân sản và còn nhiều từ bình thường nữa mai mốt chúng ta sẽ gặp kế tiếp nữa chúng ta có cái từ thứ 10 xoan sự rển xoan sự là sáng lập xoan sự rỉnh là nhà sáng lập hoặc là người sáng lập sáng lập ra một doanh nghiệp một cái gì đó thì gọi là xoan sự rển sự rỉnh Cái tiếp nữa chúng ta có cái từ thứ 11 Đó là ru ta hải, bây giờ mình nói từ ta hài trước Ta hài là đại dương hoặc là biển hài không thì là biển, ta hài là biển khơi, biển lớn gì đó Rồi, ru ta hải bây giờ từ ru tức là bằng với từ chin là đi vào thôi Thì trong phạm vi của bài ru ta hải đây có nghĩa là những cái chai nước á Bị vứt ra biển, bị bỏ ra biển, bị bỏ xuống biển gọi là ru ta hải và tiếp nữa chúng ta có từ thứ mười hai đó là phân chè từ phân chè này cái âm hán việt của nó là phân giải nhưng mà mình hiểu mình dịch nó là phân hủy ví dụ như là cái chai nước những cái chai nhựa thì mình vứt xuống biển hoặc là mình chôn xuống đất thì bao lâu nó mới tự phân hủy được đó là dùng từ phân chè này à, chúng ta dùng từ phân chè này rồi cái tiếp chúng ta có từ y Quai y là cái áo khoác ở bên ngoài á, áo khoác ở bên ngoài. Ở trong bài nó có cái từ toàn quá y tức là cái áo khoác ngắn thôi chứ không phải là dài xuống bên tới bên dưới chân. Rồi quai y, cái tiếp là xào dung, Xào dung tức là mình dùng ít đi. Ví dụ như là sử dụng cái công nghệ này thì sẽ dùng ít đi à, nước, ví dụ thấy xào dung sùi. Rồi kế tiếp nữa chúng ta có một cái À, có một cái từ là à, bổ bài ly bổ bài lý là tên một cái thương hiệu thời trang thầy lên mạng ra thấy nó vừa có à, nó vừa có um, túi sách nước hoa à, nói chung làm mỹ phẩm và có cả trang phục nữa quần áo nữa bổ bài ly thì bổ bài lý là Burberry, không biết có ai à, biết cái thương hiệu này không thầy mới thấy thầy không có rành về nó lắm và kế tiếp nữa chúng ta có từ Nike Nike thì thương hiệu rất nổi tiếng về giày dép trang phục này là Nike đó Nike rồi Nike và cuối cùng ta có từ sang xin sang xin là tin là động từ á tôi tin anh ấy của sang xin tha tôi không có tin anh ấy của phủ sang xin tha rồi sang xin ngoài ra tôi tin rằng của sang xin tôi tin rằng anh ấy sẽ học rất là tốt của sang xin thanh nữ sẽ họ nữ sẽ thơ họ ví dụ thế rồi Và sau đây xin mời mọi người đọc theo mình Cái phần từ mới này một lần nhé Phủ troáng Phủ troáng Huỷ sâu Huỷ sâu Xu lèo Xu lèo Yến sẹn Yến sẹn Sâu Tơ yến sẹn 受的影响，呢？决定，决定。竹马，竹马。展出，展出。一般，一般。创始人，创始人。入大海。 入大海，分解，分解，外衣，外衣，少用，少用，博百利，博百利，耐克，耐克，相信。 Xiang xiên Và tới đây thì mình vừa kết thúc cái phần từ mới Chúng ta chuẩn bị vào trong cái tựa đề và vào nội dung của bài Và sau đây xin mời mọi người chúng ta cùng tìm hiểu cái phần nội dung của bài nhé Chúng ta bắt đầu thôi Quay là răng khoản chiên, lại <laughs> duyên họ Quay là là vì để, quay là là vì cái gì đó Răng là để cho, quê lờ răng là vì để. Khoản chiên dươi lại dươi hậu, rồi cái môi trường ngày càng tốt hơn. Quê lờ răng khoản chiên dươi lại dươi hậu, vì để môi trường ngày càng tốt hơn. Chè chè su leo phiển. Chè quyết su leo là giải quyết các cái bình nhựa. Su leo là nhựa và phiển là cái bình hoặc là cái, cái chai. Chè chè su leo phiển là giải quyết các chai nhựa đối với môi trường. ảnh hưởng đối với môi trường, ảnh hưởng đối với môi trường, giải quyết sự ảnh hưởng của các chai đối với môi trường, giải quyết sự ảnh hưởng của các chai nhựa đối với môi trường, ảnh hưởng giải quyết sự ảnh hưởng của các chai nhựa đối với môi trường, giải Chủ sự ảnh hưởng nữa? như thế nào? Chuyển tinh dung hồi sâu tờ su leo sủi phỉnh, Chua phục. Chủ mà công sư chuyển tinh, Công ty Zuma đã quyết định, à, Quyết định sao nào? Dung hồi sâu tờ su leo sủi phỉnh, Su leo sủi phỉnh là các cái bình nước bằng nhựa, Dung hồi sâu tờ su leo sủi phỉnh là dùng các, các cái chai nước, bằng nhựa được thu hồi dùng hủy số hủy sâu là thu hồi hủy số tờ su leo sự kiện những chai nước Mà nhựa được thu hồi để chua di phu là làm quần áo tức là tạo ra chế tạo ra đó sản xuất ra quần áo xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào quay là răng hoãn chiên lại duy họ chè chè su leo phiện tuy hoãn chiên tờ diễn

Chín nén san vào tháng 3 năm nay, 9 nén san yue, mà công sư là công ty Zuma, trai sang hải tràn xu là, như vậy là đã trưng bày ở Thượng Hải, tại sang hải tràn xu là, rồi trưng bày cái gì nè? Sử ba chen, dùng sâu tờ leo sủy phỉnh san, chuyển tờ, tầng y phục. Rồi ngay chỗ này chúng ta có phần định ngữ tương đối dài đây. Bây giờ đầu tiên chúng ta giải quyết về nơi trốn trước nha. Thời gian rồi đến nơi trô trốn nè. Chi nền sanh duê là vào tháng 3 năm nay. Chủ mà công sư chai sang hải. Công ty Zuma ở Thượng Hải. Rồi, tràn xu lơ. Tràn xu lơ tức là đã trưng bày Tràn xu lơ sử ba chen. 18 bộ, đã trưng bày 18 bộ. Bây giờ chúng ta xác định cái từ trung tâm của nó ở đâu. Từ trung tâm nó là nằm ở ngay chỗ này. 18 bộ áo sơ mi và váy như vậy là chúng ta thấy nè sự ba chen sự ba chen dùng hủy số tờ su leo sủi phiến cho tờ chân san chuyển giờ như vậy là 18 bộ áo sơ mi chân san là áo sơ mi chuyển giờ là váy rồi những cái áo sơ mi và những cái váy này như thế nào dung sâu được dùng các cái chai nước bằng nhựa thu hồi về để làm. như vậy là những cái áo này để làm hoặc là để làm ra. rồi mấy tầng di phu, tầng di phu này là, vân vân. bây giờ chúng ta sẽ, uh, xem lại một lần nữa nha. đọc lại một lần nữa xem có cái chỗ nào chúng ta chưa hiểu không nè. chí nện sanje, chủ mà cúng xưa. 18件. 18件. Thế bây giờ tại sao có từ tầng dí phu ở phía đằng sau đây chúng ta dùng như thế nào? Ở trong tiếng Hoa nó có một cái cách nói như thế này. Nó nêu chi tiết trước hết xong rồi nó mới nêu tổng thể phía đằng sau. Ví dụ như có rất nhiều quốc gia tham dự như Anh, Mỹ, Pháp, Việt Nam, Trung Quốc vân vân Thì nó sẽ nói như thế này. Đầu tiên nêu chi tiết trước. Dù mì của, viên của, phà của, duyên nạn trung của, tầng của chá. Như vậy là đằng sau chữ tầng là cái từ tổng thể. Còn đằng trước là từ chi tiết. Từ quả chá là quốc gia là từ tổng thể. Phía đằng trước là tên từng quốc gia cụ thể. Rồi sau đó mới tầng của chá rồi mới cái hành động gì phía đằng sau như vậy câu nãy nè nha có rất nhiều các quốc gia tham dự như anh mỹ pháp việt nam trung quốc vân vân thì tiếng hoa nó phải nói như vậy đó Dù ở giếng của mì của phà của trung của Việt nản tầng của giá lại sanh chá. Nó nói như vậy như vậy đây cái từ dí phú ở đây cũng là cái từ tổng thể còn ở đằng trước xanh xanh là áo sơ mi và chuyển dừa chuyển xưa là váy là những cái danh từ chỉ những cái sự vật cụ thể Còn di phu là quần áo là nói chung Rồi mọi người lưu ý ha, nêu chi tiết trước hết Xong rồi nêu cái chữ tầng, xong rồi mới nêu cái từ tổng thể Dê nạn trung của phà, của diên của tầng, của cha Của cha là quốc gia Ở đây, chân san chuyển giờ tầng di phu Mọi người lưu ý như vậy Vì nó hơi khó cho nên mình phải lặp đi lặp lại cho mọi người Nắm cho rõ sau đây chúng ta cùng đọc nhé. Chi nền san yue Rủ mà công sứ tại sang hải tràn xu lờ ba chen dung hủy sâu tờ su leo sủy tờ chân san xuyến giờ tầng y phục Chúng ta tiếp tục Trơ leo thì chúng ta phải tìm ra cái từ trung tâm ở đâu trơ tức là trơ xe này và y phu trơ xe y phu những cái quần áo này rồi bây giờ những cái trang phục này cũng được bây giờ những cái trang phục này như thế nào thì nó nằm phía đằng trước trơ xe dung su leo suy phu những cái trang phục dùng những chai nước nhựa để làm ra rồi trơ xe dùng trơ xe dùng su leo sợi phiến cho tờ di phu hở bán di phu và những cái quần áo bình thường khác dĩ dăng su phu dĩ dăng là như nhau và dĩ dăng su phu là cũng dễ chịu như nhau tức là mặc vào chúng ta không có cảm giác khó chịu cái cấu trúc so sánh a và b giống như nhau thì là a kênh b dĩ dăng như vậy đây chúng ta thấy nè xe dung su leo cho Đó là xem như là A đó Rồi hở Rồi y bán tờ là B Dĩ giang Còn giống nhau về cái gì thì chúng ta nêu đằng sau Dĩ giang su phu Cũng dễ chịu như nhau Như vậy đây chúng ta dịch là những cái quần áo Được làm từ những cái chai nước Nhựa Thì cũng dễ chịu giống như những cái quần áo bình thường khác nếu mọi người chưa có nắm cái cách so sánh dĩ dáng này thì nhắc sơ thôi nha Tôi cũng giống như anh ấy, quà kênh dĩ dáng. Hôm nay cũng giống, thời tiết hôm nay cũng giống như thời tiết ngày hôm qua Chín thiên tờ thiên si, kênh sổ thiên tờ thiên si, dĩ dàng Hoặc là nói gọn hơn, chín thiên tờ thiên si, kênh sổ thiên tờ, dĩ dàng Còn bây giờ chúng ta muốn nói thêm là nó giống nhau về cái gì Tôi giống với anh ấy là giống cái gì Tôi cao giống như anh ấy Wow, khen tha dĩ dân cao Như vậy là cái tính chất của so sánh chúng ta đặt cái đằng sau Wow, khen tha dĩ dân cao Hôm nay cũng nóng như hôm qua Chín thiên cân chỗ thiên dĩ dân R Chúng ta lưu ý như vậy Đó là cách nói của so sánh bằng Rồi, đọc lại cái phần này Trơ xe dung su leo sủy phiến chô tài y phụ Hỡ y bán tài y phụ Dĩ dân su phụ tiếp luôn chủ mà công sư tờ trang hồi nãy chúng ta có từ trang là nhà sáng lập chủ mà công sư tờ trang là nhà sáng lập công ty zuma và cái tên thì nêu ra phía đằng sau luôn luôn như vậy cái tên đó là alia zuma rồi alia zuma số so, cái anh alia zuma đó nói không biết anh hay là chị không biết tiếp theo nữa anh ta nói cái gì? Mày nén dầu phế trắng tố tờ su leo phiến ru ta hải. Mày nén dầu mỗi năm có phế trắng tố tờ su leo phiến cực kỳ nhiều những cái chai nhựa, những cái mình nhựa chiên ru ta hải là được vứt vào biển hoặc là được bỏ vào biển, bỏ vào đại dương. Mày nén dầu phế trắng tố tờ su leo phiến chiên ru ta hải chín là vào ru cũng vào chín ru cũng ghép vào được chơ xếp giờ những cái chai này suy giao chỉ bài nén chen suy giao chỉ bài nén là cần đến mấy trăm năm suy giao là cần thiết cần phải đó suy giao chỉ bài nén chen cần thời gian đến mấy trăm năm sải phân chè mới có thể phân hủy được mới có thể phân hủy được mời mọi n 每年有非常多的塑料瓶进入大海。每年有非常多的塑料瓶进入大海。这些瓶子需要几百年时间才能分解。 Chúng ta tiếp tục nữa nào dùng là những cái chai này là để làm ra quần áo dùng cho xeỉ khoản riêng đối với môi trường Tăng rảnh xưa đương nhiên là dĩ chen hào xưa nhưng mà từ dĩ ở đây người ta có thể bỏ đi. Như vậy là dùng những cái chai nhựa này để làm quần áo đối với môi trường đương nhiên là một việc rất tốt. Thì mình dịch là đương nhiên là một việc rất tốt đối với môi trường. Về yeah, phan là mình sân hủa Từ phan viên trước đây chúng ta học đó là tính từ tiện hoặc là thuận tiện. Tiện hoặc là thuận tiện. Về phan biến là của mình từ sân Nhưng phan biến ở đây nó dùng như một động từ. Phan biến là của mình hổ. Thì chúng ta nên dùng cái từ này. À, với cái nghĩa như thế nào nè. Mình có thể tạm dịch là. Sẽ làm tốt đẹp hơn cho cuộc sống của chúng ta. Thuận tiện. Phan biến là thuận tiện hơn. Thì mình dịch là tốt đẹp hơn. Về phan biến là của mình từ hổ. Nó cũng làm tốt đẹp hơn cho môi trường của chúng ta. Cho cuộc sống của chúng ta. Mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Dung trời xe phiến trở cho y phụ. Tuy khoản chiến tăng sư hảo là mình Và chúng ta theo dõi tiếp từng chi tiết nè. 5 cái sự phiến ủ năm cái bình nước chứ cứ là lượng từ á thủy là cái bình nước cơ năm bình nước khở gì có thể làm được một chiếc áo sơ mi rồi như vậy chúng ta có cái thông tin là năm bình nước thì có thể làm được một chiếc áo sơ mi đấy ủ cơ tiếp nữa sửa tức là sữa cơ mà nó nó tắt đi vị trên có nêu rồi Sữa cưa khởi, ý ý thẻo, cơ khởi ý ý thẻo, Mười cái tức là mười cái bình này Mười bình Có thể làm ra được một chiếc váy Chuyển giờ là cái váy Khởi gì cho y thẻo chuyển giờ, Thẻo là lượng từ của váy y thẻo chuyển giờ. Nếu các bạn quên thì các bạn có thể dùng cưa Nhưng dùng thẻo thì là từ chính quy nó sẽ đẹp hơn Rồi gì nữa nào 20 chen toàn quay ý 20 là 20 bình nên là mươi cái bình khởi gì chua là có thể làm ý chen toàn quay ý một cái chiếc áo khoác nhưng mà áo khoác hoài nhưng mà cũng ngắn thôi áo khoác ngắn chứ không phải là dài xuống tới dưới gối có những cái áo khoác nó dài xuống tới dưới gối chân mình á thì đây là toàn quay ý là áo khoác ngắn thôi và chúng ta xem có một cái thông tin nữa dùng sủi phiến cho y phục, dùng sủi phiến cho y phục, dùng các chai nước để làm ra quần áo, về khử y sào dung hình có sủi khử tiền, về khử y sào dung cũng có thể dùng ít đi, tức là bớt dùng đi, ta có từ sào dung trong bản từ á, sào dung là dùng ít đi, dùng ít đi cái gì nào, hình có sủi khử tiền dùng ít đi rất là nhiều nước và điện tức là bớt dùng rất là nhiều nước và điện. Chúng ta đọc nha. Dùng sợi bình cho y phục, dễ có thể sầu dùng, hành tố sợi khử tiền. Và sau đây chúng ta có thêm vài cái thông tin nè. Xin trai chủ là chủ mã bổ bài ly nai khơ tầng cung xưa Chúng ta gặp cái cấu trúc như hồi nãy nha Senzai là hiện nay Chủ lơ là, là ngoài Ngoài các công ty như Chúng ta phải dịch vậy đó Như này Zuma Burberry và Nike Chủ lơ chủ mà ổ bài ly Nai khưa tầng cuốn xưa, Chúng ta thấy không à Tức là đằng trước là nêu chi tiết tên các cái công ty đó là đằng sau đằng sau từ tầng mới là cái từ cung sứ là từ công ty là từ tổng thể đằng trước là tên các công ty chi tiết còn đằng sau là cung xưa là cái từ chỉ cho các công ty nói chung như vậy là chủ là chủ mà bộ bài ly nay khưa tầng cung xưa. mai mốt các bạn gặp cấu trúc này các bạn cứ dịch cho thầy nha dịch từ đằng sau cái chữ tầng dịch lại phía đằng trước có thì mình dịch trước là ngoài những công ty như chữ tầng đó mình dịch là như ngoài những công ty như Zuma Uh, Burberry, uh, Nike ra, dè yeah, tố khai sự ngoài những cái công ty đó ra đó, thì những cái công ty khác dè yeah, tố khai sử dụng cũng bắt đầu sử dụng, dè yeah, tố cũng đã từ này từ tố, tố là đều, uh, tại vì cái cái thanh cái phiên âm này đó là nó có hai âm mà nó phiên âm bị sai, nó đọc là tố thì mới đúng. Dè yeah, tố khai sự cũng đều bắt đầu, nhưng mà ngoài những cái công ty này ra nè, thì những công ty khác dè yeah, tố khai sự là cũng bắt đầu, dùng hủy sâu tờ su leo phiển, dùng những cái chai nhựa được thu hồi về, tức là lượm nhặt về, cho di phu là, và đã làm, để làm quần áo. Và mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. sen chai chú là chú mạ bổ bài ly, nai khơ, tầng cung sứ. Dì tôi khai sử dụng hồi sưu đà liệu bình,做衣服了。Ờ cái tiếp nữa, ta có từ sang xin ở trong bài, hồi nãy mình có gặp sang xin là tin tôi tin tưởng anh ấy và sang xin tha, tôi không tưởng không tin tưởng anh ấy, anh ấy không có đáng tin cậy. Tha, ta có từ khở khao là tin cậy đáng tin đáng tin cậy khờ là đáng khao là dựa một cái chỗ đáng dựa tới cái chỗ đáng tin cậy thì khờ khao tháp bút khờ khao anh ấy không có đáng tin cậy rồi ngoài cái nghĩa là tin hoặc tin tưởng ra từ sang xin này còn có nghĩa khác là tôi tin rằng tức là mình có một cái niềm tin cho tương lai đó à, sang xin sang xin gì hô tin rằng sau này huy dụ huy dụ là sẽ có cân tố tờ di phu sẽ có thêm rất là nhiều những quần áo rồi huy dụ cân tố tờ di phu nhiều những cái quần áo như thế nào sử dụng hủy sâu tờ tung si cho tờ là dùng những cái món đồ được thu hồi về để làm ra tức là mình dịch là dùng những được làm ra à, dừng là dịch là được làm ra từ những cái thứ được thu hồi về sử dụng hủy sâu tờ tung si cho tờ được làm ra từ những thứ thu hồi về, tức là những cái thứ rác bỏ đi, những phế liệu. Rồi xin mời mọi người cùng đọc nha. Xin mời mọi người chúng ta cùng nghe nhé. 为了让环境越来越好，解决塑料瓶对环境的影响，竹马公司决定用回收的塑料水瓶做衣服。今年三月，竹马公司在上海展出了十八件用回收的塑料水瓶做的衬衫、裙子等衣服。 这些用塑料水瓶做的衣服和一般的衣服一样舒服。竹马公司的创始人阿里阿·竹马说：“每年有非常多的塑料瓶进入大海，这些瓶子需要几百年时间才能分解。用这些瓶子做衣服对环境。” 当然是件好事，也方便了我们的生活。五个水瓶可以做一件衬衫，十个可以做一条裙子，二十个可以做一件短外衣。用水瓶做衣服，也可以少用很多水和电。现在除了竹马。 Bobbi丽奈科等公司也都开始用回收的塑料瓶做衣服了。相信以后会有更多的衣服是用回收的东西做的。Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 4 của bài. Ờ, chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả nhé. Học thật là kỹ. Khi nào các bạn có thể tự kể là được cái nội dung đó mà không có nhìn không có nhìn vào nội dung nữa thì xem mới thành công và chúng ta phải kể thật là trôi chảy lưu loát chứ không có rặn ra từng câu từng từ như vậy là sẽ không thành công khi thực tế người ta nói nhanh mình sẽ nghe không kịp và cuối cùng là mong mọi người ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký và cho thầy một like để động viên cho thầy nhé để mỗi lần thầy post các video clip lên youtube nó sẽ nhanh hơn và phải chờ nó kiểm duyệt vì nhiều người like thì nó sẽ À, kiểm duyệt nhanh hơn và mình sẽ tiện hơn xin chào mọi người